Xin chào, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn đây là những chú kỳ đà bạch tạng rất đáng để chiêm ngưỡng màu sắc của nó. Là một biến dạng rất hiếm gặp nên giá trị của loài vật này rất cao. Chúng có thể phát triển thành màu hồng, cam và vàng tùy theo độ tuổi. Nếu bạn muốn nuôi một con vật có màu sắc kỳ lạ thì bạch tạng là lựa chọn hợp lý nhất. Thấy nó dễ thương không?